Thưa quý vị, vào tối qua 3 tháng 12 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã trọng thể tổ chức lễ dinh danh và kỷ niệm 250 năm ngày sinh của nữ sĩ Hồ Xuân Hương 1772-2022. UNESCO đánh giá Hồ Xuân Hương có tư tưởng nhân dân mang tính nhân loại sâu sắc, với hạt nhân là đấu tranh đòi quyền sống cho con người. Hồ Xuân Hương là nhà thơ nữ kiệt xuất của Việt Nam cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, được tôn vinh bà chú thơ nôm. Bà để lại khoảng 150 bài thơ, bao gồm tập Lưu Hương Ký với 24 bài thơ chữ Hán, 28 bài thơ chữ nôm, cùng 100 bài thơ khác theo phong cách dân gian phóng túng, thể hiện sự đặc sắc phong phú của tiếng Việt. Thơ Hồ Xuân Hương được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ban bộ ngành trung ương, đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ hơn tầm cao tư tưởng, giá trị nghệ thuật các trước tác của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, tiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm của bà chúa thơ nôm đến rộng rãi công chúng trong và ngoài nước, phát huy giá trị văn hóa Hồ Xuân Hương trong giai đoạn mới.